Ừ. Nó cũng đéo ăn thua đâu. Chào các cụ nhá, đây là hồ cầu Vân Dũng nhá. Đấy, 100.000. Hồ cá nó quá nhiều luôn đến nỗi mỗi anh em tôi đi câu. Còn lại tất cả nghỉ giải lao hết. Muốn lên nè. Đây anh Đạt Tây Hồ nhá, đầu gấu nhá. À, đầu gấu Tây Hồ, anh em nào có việc gì thì gọi số 090 tái, vừa tái vừa xào. Va gì trên Tây Hồ thì gọi anh nhá. Thịt hạ ma nổi tiếng của mẹ. Nổi bình thường. Đây này, đúng ra một câu mà muốn được cá là phải mua đồ đến đây mà thắp hương mời ba cụ này xin phép mới được. Hồ này bây giờ nó nhiều cá trôi với cả cá chim con này, lý do là bên này anh em này. Đấy, tí ra quay phim cho anh em xem. Đấy, anh em mà thì cá chim với cả cá trôi con ấy, thực ra thì không phải là nhà bà Vân Dũng bà chùa hồ bà ấy thả đâu. Nó là hôm rồi mưa, một dạo nó mưa thế là nó bị ngập mà tràn giữa hai cái hồ này. Thì hồ ở bên này là hồ hồ bên đang quay phim anh em đang nhìn này, nó là hồ cá giống. Cá giống thì hôm ấy nó bị tràn nước ở chỗ đây này. Đây này, nó bị tràn nước ở chỗ này sang hồ bên này thì cá chim con với cả cá trôi con thì nó chạy sang hồ bên này. Thế nên là hồ bên này nó mới nhiều cá con. Thế còn ngày trước thì nó cũng không nhiều cá con mấy anh em ạ. Đó, hồ này thì khá bẩn. Đây, hồ bên này là hồ cá giống đây này. Ôi, chỗ này nhiều ốc đấy. Ốc. Ốc bươu à? Ốc bươu. Tưởng ốc nhồi thì ngon. Đó. Nước hồ bên này chảy sang. Đấy. Đây là cái hồ cá giống này, còn đây là hồ cá câu này. Nó giống như cá bé. Nó phát sàn sang thế là sau vụ đấy là câu là hay dính cá bé, còn đợt trước thì trôi nó bằng cổ tay có thể là 4-5 lạng, 7-8-9 lạng, hơn cân cơ. Nhưng mà từ cái lúc nó trôi cá con ở bên này sang đây này. Đấy. Nó trôi, nó bị ngập, nó chảy cá con ở bên này, nó chạy sang đây. Thế là anh em cần thủ câu nó toàn là vớ cá tin tin thôi. Nên đợt trước mình làm video cho anh em xem này, cái hồ này thì nó cũng không phải không có cá to, có. Đó. Giòn cái đéo này. À, ghi cái gì nhỉ? Kỹ thuật lắm mồi lăng xê của Đạt Tây Hồ, chuyên câu ở Tây Hồ. Ui, nghèo có vẹo lỗi lắm nhỉ? Các con rời nhau vào xem này. Thì toàn nó bịp xã hội tí. Các ông thích bịp đúng không? Thích bịp thì tôi bịp cho mình xem. Về cái video đầu mình ghi cái gì nhỉ? Kỹ thuật nắm mồi lăng xê thất truyền của Đạt Tây Hồ truyền lại ra. Đấy, anh em nắm nó phải thế này, đúng không? Nắm ở như này. Đúng rồi, đẹp. Đẹp, tròn, xuống nó ném một phát là phải trúng đầu con cá. Mà trúng đầu con cá nó phải nổi luôn. Nổi lên luôn. Anh không xỏ xốp à? Em tưởng bảo bây giờ mình chơi lớn luôn, không cần xỏ xốp. Không sỏ xốp vẫn được. Vẫn được. Ít. Anh em bà con, đây là kỹ thuật nắm mồi lăng xê thất truyền ở trên Tây Hồ nhá. Chán Tây Hồ đi về cái hồ
Đây là biệt danh anh đạt 9 ngón nhá. Mai nó cứ gọi 9 ngón. Mai lên lại mấy ông ấy bảo ôi anh ơi cho em xin số anh đạt 9 ngón. Lượng ấy thì câu cái tầm sầm tối xong là ném thì được thì là ngon luôn. Một vẩy ăn luôn, trúng đầu trôi. Anh lăng xê mà phao như đúng rồi bà con. Đấy. Nào mà em trôi. Trôi khủng. Mẹ cái bát này hút nước anh Đạt này. Bát này hút nước mà quên em mang cái gói kia nó có cái khăn ở trong túi. Hỡi cô lai đỏ ơi đỏ ơi. Đẹp đấy, quả đấy là không còn 3 cân thì bẻ cân anh nhá. Nó tùy hôm cá nó ăn hôm không. Hôm em mấy thằng cận xuống ném phát đầu tiên cá nó lôi vèo phát vào trong cái bụi ở trong ấy. Anh thấy cái quả gì mà nó ấu bơ nó ăn mà cần kéo ăn đấy à? Không, hôm đấy hôm em mấy thằng kia xuống nó vừa có nửa tiếng về quả đấy, ngồi cũng phải chờ phải đến 15 phút nó lôi trôi nó lôi ré phát mắc bố vào trong cái cành trong bờ tường kia. Thế nên là bảo thôi mới câu thì lội xuống thì mới câu lội xuống thì nó lại không ăn. Thế là thôi nó lội nữa bỏ cục sau ném vù phát mắc mẹ lên cái giếng thì ra gỡ cả xong đi về. Đéo câu đấy. Còn bị mắc vào cái góc kia gì nữa. Góc mắc hôm sau hôm trước đấy là mắc ở cây trứng cá kìa. Đổ nó lôi đổ mẹ vào trong cái cây đổ. Này là nổi hay là nổi 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 nó trôi lung tung vừa xong rồi thích đây. Chưa biết chừng bây giờ vớt cây dừa này lên lại có đôi con chê lai ở trong, có khi đặt đúng rồi. Mình em quay chắc phải đến cả 100 cái video ở cái hồ nhà Vân này. Thế mà loanh quanh địa chỉ thì bao nhiêu mà thế đéo là lắm ông lên vẫn cứ hỏi. Anh ơi cho em xin cái địa chỉ. Ngáo luôn. Quay cả cái chỗ trường công nghệ cao đấy gì nữa. Sáng nay dậy vẫn thấy hai ông hỏi anh ơi cho em xin địa chỉ. Anh còn xem mà bình luận này. Có cái thì mình vừa trả lời một ông xong thì ngay cái video đấy xong lại ông hỏi hỏi tiếp luôn ngáo luôn. Vừa rồi anh về Xuân Liên gặp đội đấy ngồi uống cỡ đi qua cửa hàng nhà Lâm vào bảo mẹ sao lại bán cà phê. Em bán cà phê lâu rồi. Nói chung là tầm mà ngon nhất thì cứ phải cách đây khoảng chục năm. Mấy đứa em làm thì lâu rồi anh có về Chùa Liên đâu. Cách đây vài chục năm thì tiền làm nó mới dốc được, nó mới trôi. Bây giờ thì cho vay thì dễ, nó bị đòi thì xin chúng nó.
tầm 2008, 2010 là mà trôi nhất. 15.000, 17.000, 1 triệu. Đạt dù dài giờ còn phải nằm im như thế này. Ở chỗ này có mấy con chòe, có một hót líu kinh phết, hôm nay không thấy líu, bẫy bụng một thứ thì ngon. Hôm nay là thứ mấy nhỉ anh Đạt nhỉ? Thứ hai à? Đấy, anh em đầu tuần Hồ Vân không ai câu luôn này anh em. Anh em thích câu thì cứ dầm, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mà đi câu, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì đa số là hồ nào cũng đông. Cứ căn tầm đấy mà ra mà ngồi anh em nhá. Đấy. Thôi chào bà con. Hẹn gặp các cụ ở các cái video sau nhá. Ai đi quay câu chơi câu bời thôi.